Xin chào tất cả các em, hôm nay thầy sẽ trở lại cho chúng ta sau cái kỳ nghỉ Tết khá là dài. Lẽ ra chúng ta có một cái tuần nữa để phòng chống cái căn bệnh, cái virus corona, nhưng có lẽ là để lâu quá thì chúng ta quên mất kiến thức. Hơn nữa là virus corona cũng không lây lan qua đường internet, cho nên là thầy quyết định trao đổi chúng ta một cái phần rất là quan trọng của vật lý 10 trong cái giai đoạn học kỳ 2, đó chính là động năng, thế năng, cơ năng. Thầy sẽ đưa cho chúng ta một cái logic chung về động năng, thế năng, cơ năng từ công thức, từ đơn vị. Còn nếu cần hình thành, tại sao nó xuất hiện cái biểu thức đó thì thầy sẽ chứng minh sau. Và nếu không chứng minh thì chỉ nói đến cái công thức và lưu ý khi sử dụng công thức đó. Xin chào bạn Phạm Quốc Thái. Chào bạn Hạ Văn. Chào tất cả các bạn đang theo dõi thầy trên kênh fanpage của tuyển sinh 247 dành cho hội sinh năm 2004. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi các bạn khác ổn định một chút nữa trước khi chúng ta bắt đầu vào nội dung cụ thể. Ngoài trực tiếp trên fanpage của tuyển sinh 7, chúng ta còn trực tiếp trên YouTube. Các bạn trên YouTube đang nói là tiếng nhỏ lắm. Ok, các bạn học rồi, các bạn sẽ học, chúng ta cùng theo dõi bạn học rồi thì sẽ theo dõi xem những cái kiến thức liên quan phát triển thêm từ định luật bảo tầm cơ năng để tính toán các vấn đề liên quan đến con lắc đơn. Còn bạn nào chưa biết thì chúng ta cố gắng theo dõi một cách cẩn thận tỉ mỉ nhất. Lớp 11 tuần này vì là thứ 6 thì không xếp được lịch, cho nên thứ 5, tối thứ 5 chúng ta cùng trao đổi các vấn đề liên quan đến vật lý lớp 11, chúng ta cùng theo dõi. Bạn đi vu lê kiểm tra lại xem tiếng ok chưa. Xin chào bạn Nhi Lực. Ok, bạn Toàn Nguyễn bảo là em học nhưng chẳng hiểu gì. Chúng ta sẽ cùng theo dõi sau. Xin chào Thủy Trần, xin chào Xuân Võ. Xin chào bạn Kiều Gia Vĩ. Rất nhiều bạn nghỉ Tết xong quên mất rồi. Chào bạn Trần Đức Duy. Chào Bình Nguyên. Chào Tiến Phước. Quên rồi, chúng ta sẽ thiết lập lại. Đầu chương 4 thầy đã xử lý một cái bài rất là chi tiết, đó là bài động lượng, định luật bảo toàn động lượng. Bài công và công suất đã có rồi, chúng ta vui lòng xem lại trên YouTube của tuyển sinh 247. Xin chào Nguyễn Xuân Tuấn. Bài tập động lượng cũng có khá là nhiều rồi. Xin chào Thủy Trần, Trần Quốc Đạt. Xin chào Hoàng Linh, Bích Thủy. Rồi, con lắc đơn thì sẽ có liên quan đến bảo toàn cơ năng. Từ đó thầy suy ra những kiến thức liên quan đến vận tốc tại một vị trí nào đó bất kỳ như một góc alpha so với phương thẳng đứng, rồi là cái lực căng của sợi dây. Xin chào Nguyễn Thắng. Xin chào Nguyễn Thu Thảo. Nick kia không vào được nên em xem bằng nick của chị em. Xin chào bạn Tùng Dương. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Ngoan. Bạn là Tùng Dương bạn là thầy làm mình cũng khá mới làm ở đây. Thầy làm nhiều chỗ lắm, trong đó có cả mình cũng khá. Đợi một chút. Xin chào Nguyễn Duy. Các bạn xem cái âm thanh ok chưa? Đào Trần Minh Ngọc. Giam Lê. Như Trần. Ta sẽ... Đào Trần Minh Ngọc.
cố chờ một chút nữa xem có bạn nào chưa xuất hiện. Nguyễn Xuân Tuấn một phút luôn. À, và thầy đang muốn là có hai cách trình bày. Cách trình bày là thầy sâu chuỗi cái kiến thức quan trọng và công thức, và ý thứ hai là nếu cần chứng minh công thức đó thì thầy sẽ chứng minh, còn không thì ta sẽ triển khai xử lý các bài tập trong chính sách giáo khoa, rồi một số cái bài tập phát triển lên từ những kiến thức cơ bản đó. Chắc là cái cách này là hợp lý hơn đúng không? Còn những bài chi tiết về hình thành kiến thức thì thầy đã có trên YouTube rồi. Bài động năng, định lý động năng, bài thế năng, cơ năng, điều cấu cảnh. Ok rồi thầy. Xin chào bạn An Giang, xin chào bạn Huyền. Chào Thế Tân. Biết các em có sẵn sàng học hay chưa? Rất là nhiều bạn là thấy vui vẻ, vui mừng bởi vì chuẩn được nghỉ thêm một tuần. Nhưng cũng rất là nhiều bạn lo lắng, nghỉ thêm một tuần thì chẳng biết làm gì. Thì hôm nay thầy sẽ cùng trao đổi chúng ta một cái kiến thức rất là cần thiết, rất là quan trọng trong học kỳ 2, vật lý 10. Đó chính là các vấn đề liên quan đến động năng, thế năng và cơ năng. Chào The River. Ok, khoảng 200 bạn theo dõi thì thầy sẽ bắt đầu xử lý ngay. Rồi, các bạn đang tiếp tục vào. Tốt rồi thầy. Xin chào bạn Đỗ Vân. Chào Lý Slam. Trọng Mạnh. Phương Tiện. Thầy ơi, sao thầy không đeo khẩu trang mà Nguyễn Hồng Phong? Thật ra là thầy đang nói chuyện với máy, máy nó không sợ virus corona. Đấy, máy nó này là chỉ sợ virus là thiếu đô la thôi. À, bạn Nguyễn Duy thân mến, là bạn có thể xem lại mấy bài đầu sau, đúng không? Bài này có thể là không 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 cần phải sử dụng đến bài đầu, bởi vì thầy đang tổng hợp một cái logic để chúng ta biết thôi. Bạn toàn hào thân mến, thầy có thì được nghỉ thêm một tuần, tuy nhiên là còn cái các công việc khác ngoài giảng dạy, thế nên không phải là thầy là không phải đến trường. Bạn An ra làm nhanh còn đi ngủ, cứ bình tĩnh không phải ngủ vội. Xin chào Thu Hằng. Rồi, các bạn sẽ đã chuẩn bị đến đạt cái mức 200 người theo dõi. Bạn Đạt Tùng Lê Quang phòng tránh. Ok. À, thế bắt đầu ngay. Đương nhiên là phải phòng tránh rồi, nhưng cái quan trọng các bạn phải lưu ý là phòng tránh gì thì phòng tránh. Là nơi chúng ta có dịch thì chúng ta phải tránh đi, không lan cho người khác. Nhưng quan trọng nhất phải là tăng sức đề kháng của cơ thể. Và người ta thống kê rằng là một trong những cái yếu tố giúp chúng ta có thể có sức khỏe tốt đó là trí não phát triển. Và trí não phát triển, muốn phát triển thì phải học, trong đó có vấn đề liên quan vật lý. Vật lý là cuộc sống. Ok. À, thế thì bây giờ thầy nó mới nói đến cái nguồn gốc xuất xứ của câu chuyện đã. Ở lớp 8 ấy, thì chúng ta nói đến khái niệm cơ năng. Để hình thành khái niệm cơ năng thì chúng ta phải cần biết cái điều kiện để có công cơ học, đúng không? Nói đến công cơ học. Để nhận biết có công cơ học thì phải có hai yếu tố, đó là lực gì? Lực tác dụng lên vật, có lực tác dụng, và có dịch chuyển, làm vật dịch chuyển. Đấy. Và chúng ta sẽ có cái công cơ học ký hiệu là A và đơn vị là joule. Công thức tính đó là F nhân với S nhân cos cos alpha, đúng không? Đúng chưa nhỉ? Và alpha là góc hợp bởi vector lực và hướng dịch chuyển, thành ký hiệu là vector F. Đấy ạ.
Thế thì xuất phát từ cái khái niệm công cơ học này, đây là công cơ học của bài trước. Thế thì khi nào thì gọi là cơ năng? Là có khả năng thực hiện công cơ học. Khả năng tức là có thể đã dịch chuyển hoặc chưa dịch chuyển. Thế thì khi nào thì gọi là cơ năng? Đúng không? Có khả năng thực hiện. À, người ta gọi là cơ năng. Khả năng thực hiện công. Có khái niệm cơ năng. Đây là có khả năng. Là khái niệm về cơ năng nó còn rộng hơn khái niệm về công, bởi vì muốn có công cơ học phải có hai yếu tố là có lực tác dụng là F, đúng không, và có sự dịch chuyển là F thì mới có công cơ học. Nhưng đây chỉ là khả năng, tức là có di chuyển hoặc là chưa di chuyển thì vẫn có khái niệm về cơ năng. Khả năng thực hiện công, khả năng thực hiện. Đó. Khả năng thực hiện công. Thì người ta có khái niệm về cơ năng. Cơ năng. Cơ năng thì đương nhiên lúc này nó có đơn vị của công. Người ta ký hiệu là V kép. Và đơn vị của nó là joule. Thế thì rõ ràng có hai tình huống xảy ra, hoặc là đã dịch chuyển rồi hoặc là chưa dịch chuyển. Ví dụ viên phấn thầy đang giữ trên tay có khả năng thực hiện là rơi xuống mặt đất, nhưng nó chưa rơi, tức là chưa có chuyển động, người ta gọi là thế năng. Còn có thể là nó dịch chuyển thì có động năng. Cơ năng có được do chuyển động thì người ta gọi là động năng. Cơ năng có được do nó đang có một cái vị thế nào đó so với mặt đất hoặc so với một cái vị trí khác thì người ta gọi là thế năng. Ok, chúng ta cũng không cần phải quá quan trọng những cái kiến thức đã học. À, thế thì chúng ta quan tâm đến hai yếu tố. Có chuyển động thì chúng ta có khái niệm là động năng. Và chưa chuyển động có một vị thế nào đó, vị trí nào đó thì chúng ta sẽ có trường hợp thứ hai là thế nào. Khi học một cái đại lượng bất kỳ nào đó, chúng ta đều quan tâm nó là gì, công thức tính, đơn vị và dụng cụ đo, đúng không? Và dụng cụ đo chúng ta có thể không quan tâm nhiều lắm, nhưng nó là gì, công thức tính, đơn vị đo là những ý mà chúng ta cần phải nhớ nhất, đúng không? Thế bây giờ thầy sẽ triển khai những cái ý liên quan. Rồi, lát kiểm tra một tiết của phần này. Thế bây giờ thầy sẽ nghe như lọc tiếng. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói đến động năng. Động năng là dạng cơ năng có được do chuyển động, ký hiệu là VKD. VKD, người ta hình thành được công thức này bằng 1 phần 2 M V bình. Ý thứ nhất là công thức. Ý thứ hai rất quan trọng, nói đến định lý động năng. Định lý động năng nói đến cái độ biến thiên động năng delta VKD, tức là động năng sau trừ đi động năng trước, nó sẽ bằng công của ngoại lực, A của ngoại lực. Đây gọi là định lý động năng. Đó,
Đây là hai anh quan trọng nhất. Vậy để giải được bài toán liên quan định lý động năng thì chắc chắn chúng ta phải nhớ lại công thức tính. Tính công A bằng F nhân S nhân cos alpha. Động delta VKD trong vật lý, delta VK ký hiệu là hình ảnh tam giác này, thì luôn luôn lấy đại lượng sau trừ đại lượng trước, người ta gọi là độ biến thiên. Ví dụ delta VKD là độ biến thiên động năng, delta V là độ biến thiên vận tốc, delta A độ biến thiên gia tốc, vâng rồi, delta T độ biến thiên nhiệt độ, ví dụ thế. Ok, chúng ta rồi, bài tập khó thì lát nữa thầy xử lý từ bài tập đến sách giáo khoa. Sau đó nếu có thời gian chúng ta sẽ chia sẻ những bài tập mà các em còn đang bị bế tắc nha. Thế thì đối với động năng chúng ta nhớ hai anh chính này. Thế năng thì chúng ta tách thành hai phần, đó là thế năng trọng trường và thế năng đạt hồi. Thế năng trọng trường là thế năng có được do nó có vị trí nào đó so với mặt đất hoặc so với một vị trí nào đó mà người ta chọn làm vật mốc. Trọng trường, thế năng trọng trường, trọng trường tức là ở trong môi trường nó chứa trọng lực, là môi trường có lực hút của trái đất hay như vậy, đó là môi trường gọi là trọng trường, môi trường có trọng lực. Thế thì chúng ta sẽ có cái công thức VKT bằng 1 phần 2 à, 1 phần 2 bằng M G chúng ta bị lọc tiếng nên phải tiếng của điện thoại, có khả năng là tiếng của máy tính. Ok, anh xích giáo khoa easy. Cứ bình tĩnh nha. Thuộc công thức là một, thứ hai là chúng ta phải phân tích cái bài toán để mà chúng ta biết cách tư duy. Đấy mới là quan trọng. Ở đây rõ ràng là thế năng sẽ có đơn vị là joule, và thế năng thì có thể là âm hoặc dương hoặc bằng không, nhưng riêng động năng thì luôn luôn là dương. Rõ ràng nó thực hiện công mà, đúng không? Thì thế năng có thể là âm, nhưng động năng không bao giờ âm. Đó, đó là điều lưu ý. Có ai nghe tiếng gì không? Ok, chúng ta kiểm tra lại lý lớp 12 của thứ 7 nhá. Cứ bình tĩnh. Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ có thêm gọi là độ giảm thế năng. Thế năng tại thời điểm 1 trừ đi thế năng tại thời điểm 2 ở vị trí 2 sẽ bằng công của trọng lực. Riêng anh này lại là công của trọng lực. Độ giảm thế năng bằng công của trọng lực nha. Độ giảm thế năng bằng công của trọng lực. Cái trước trừ cái sau thì người ta gọi là độ giảm, còn cái sau trừ cái trước người ta gọi là độ biến thiên. Đấy nhỉ? Thế thì đó là về trọng trường. Còn nếu mà người ta xét đối với một cái lò xo, một cái lò xo gắn với một cái vật nào đó, có thể treo thẳng đứng hoặc là nằm ngang, và trường hợp này người ta gọi là con lắc lò xo. Đặc trưng của con lắc lò xo bởi một cái độ hệ số đàn hồi, người ta gọi là K. Đơn vị của nó là Newton trên mét, và vật nối với nó có khối lượng là M. Có thể treo trên mặt phẳng nghiêng, có thể treo thẳng đứng, có thể là nằm ngang. Đó, thế thì ở đây chúng ta lại có cái thế năng, người ta gọi là thế năng đàn hồi, có thể viết là VKD DH hoặc là bằng VKT. Thì tính bằng công thức là 1 phần 2 K delta L bình phương. Trong đó delta L là chiều dài tại vị trí chúng ta xét trừ đi chiều dài ban đầu, hay là gọi là chiều dài tự nhiên. Chiều dài tự nhiên gọi là trừ đi chiều dài tự nhiên. Delta L lấy chiều dài ở vị trí biến dạng trừ đi chiều dài tự nhiên L, hay là không. Rồi, thế thì ở đây là động năng, thế năng. Nhưng có những cái trường hợp là hệ vật nó có chứa cả động năng, có cả thế năng. Ví dụ như là có một hệ lò xo nó vừa dao động, nó vừa đặt trên ô tô chuyển động. Thế thì năng lượng tổng hợp nó có được phải là tổng hai anh. Cho nên cơ năng luôn luôn bằng tổng động năng cộng với
cộng với thế nào. Chúng ta có hai cái câu chuyện, hai cái bài toán đặt ra. À, đó là nếu xét vật chuyển động trong cái môi trường chứa trọng lực thì chúng ta có động năng thì 1/2 mv bình cộng với thế năng chéo trọng trường mgz. Còn nếu trong môi trường đàn hồi thì nó sẽ là thế năng đàn hồi 1/2 k delta l bình phương. Nhớ cái delta l là độ biến dạng của lò xo, k là độ cứng hay là hệ số đàn hồi của lò xo. Thế thì ở đây có một cái lưu ý đối với thế năng trọng trường. Thế năng đàn hồi thì luôn luôn là dương, bởi vì dù chúng ta nén hay giãn thì thả ra thì nó vẫn làm cho vật chuyển động. Nhưng trường hợp mà thế năng âm thì tự động của nó sẽ không thể di chuyển được. Thế lấy ví dụ viên phấn ở trên mặt đất thả tay ra thì nó chuyển động. Nhưng nếu mà viên phấn đặt ở dưới hố sâu thả tay ra nó không tự động nhảy lên mặt đất. Cho nên trường hợp ở hố sâu đấy coi như là thế năng âm. Đúng không? Bởi vì ta chọn gốc thế năng ở trên mặt đất. Có một lưu ý là Z là tọa độ. Thì trong trường hợp này luôn luôn chọn cái trục OZ là trục thẳng đứng và chiều dương hướng lên. Luôn luôn là thế nhỉ. Còn Z là tọa độ. Muốn biết một vị trí nào đó có tọa độ bao nhiêu thì chúng ta sẽ đóng gì đấy? Đóng vuông góc thì tọa độ so với gốc là Z. Z có thể âm, có thể dương, có thể bằng không. Cho nên người ta mới nói rằng là thế năng là một đại lượng, đại số. Nó phụ thuộc vào mốc tính thế năng. Mốc tính khác nhau thì kết quả khác nhau. Cho nên cùng một bài toán, nếu đầu bài không yêu cầu chung một gốc thế năng thì mỗi người một kết quả khác nhau là chuyện bình thường. Nhưng ví dụ tính công của trọng trường, công của trọng lực thì chắc chắn phải cấu kết kết quả. Thế ở trong trường hợp này là có hai cái loại chuyển động trong một môi trường đặc biệt. Đó là cái vật chuyển động trong trường trọng lực qua ma sát. Ví dụ như là ném vật thẳng đứng lên cao, ném vật thẳng đứng xuống thấp, thả rơi tự do, ném ngang, ném xiên, thì chúng ta có bảo toàn cơ năng. Cơ năng tại vị trí 1 tức là tổng động năng và thế năng tại vị trí 1 bằng tổng động năng và thế năng vị trí 2, hoặc liên quan đến con lắc lò xo gồm lò xo gắn với vật nặng bỏ qua mọi ma sát thì cơ năng cũng được bảo toàn. Và trong đó người ta gọi lực đàn hồi và trọng lực, đó là lực thế. Lực thế là lực không phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo, chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối. Thì ở đây chúng ta có thêm cái bài toán là bài toán bảo toàn cơ năng. Bảo toàn cơ năng tức là cơ năng là một hằng số. Và nó muốn nó một hằng số thì chỉ có hai bài toán mà thôi, là chuyển động trong trọng trường và của là một hằng con lắc lò xo. Và nó muốn nó một. Bây giờ thầy sẽ xử lý cái bài toán liên quan đến trọng trường và liên quan đến con lắc đơn để suy ra vận tốc ở một vị trí nào đó và suy ra lực căng của sợi dây dựa vào bài toán chuyển động tròn đen. Lực căng của sợi dây dựa vào bài toán chuyển động tròn đen. Rồi cái bài con lắc lò xo thì không có vấn đề gì. Dựa vào bài toán chuyển động tròn đen. Bây giờ thầy đi vận dụng. Rồi cái bài quan trọng nhất so thì không có vấn đề gì. Là cái bài toán liên quan đến. Bây giờ thầy đi vận dụng. Có lẽ là trước khi nhắc bài toán con lắc đơn chúng ta đã xử lý các bài toán chúng sinh làm. Bài toán liên quan đến từ động năng thế năng. Bây giờ thầy đi, có lẽ là người ta ít khi người ta tính mức cơ năng không, mà người ta áp dụng bảo toàn cơ năng để tính một cái gì đó.